về tôm càng. Hôm nay mình sẽ làm món lẩu tôm càng. Là mình sẽ lẩu thì thường là các món lẩu thì có tỏi, hay là tỏi xả ớt, mình cắt một chút để mình phi cho nó thơm, cho nước lẩu nó thơm luôn. Đập dập hành mình cũng đập dập luôn. Rồi mình cho một chút là dìa vô cho nó thơm. Trái ớt mình sẽ phi những cái gia vị này lên. Trong lẩu tôm càng thì mình có không thể thiếu cái độ hot của hiện nay, đó là tôm càng. Rồi cái rau đi kèm ăn lẩu của nó thì cũng giống như các cái loại lẩu bình thường thôi, nhưng mình thích ăn gì thì mình cho cái đó. Đó là bạc hà này, thơm, rất là gừng thơm, đây là ngò ôm, ngò gai, rau đắng, rau muống. Nhà mình thì thích ăn những món này, rau này nên là mình cho vào đó. Rồi bây giờ mình sẽ dựa các bạn làm nha. Rồi mình sẽ cho dầu vô chảo. Cho nước sôi thôi thì nó nhanh hơn. Tiếp theo mình sẽ dùng một ít tôm dung cho nhà mình đã làm sẵn rồi. Mình đã có được một nồi nước lẩu. Này, nước lẩu đã sôi rồi. Cái vị sốt tôm dăm cho em gái mình làm sẵn nên rất là nhanh. Đã sôi rồi, giờ cho tôm vào. Cô em lấy lên hình đi. À, một chú. Từng chú sẽ được sôi và chín. Wow. Rồi, rất là nhanh. Lẩu tôm càng. Rau là khi nào mình ăn mới cho vô. Rau khi nào mình ăn thì mình cho vào. Mình có thể nấu sẵn gì nè, chủ nhật ở nhà mình nấu sẵn, buổi chiều nhật mình nấu gì nè. Xong rồi mình cất tủ lạnh đi. Sáng mai mình đi, chiều mai mình đi làm về thứ hai đó thì mình sẽ cho rau vào. Rồi mình sẽ có món lẩu tôm càng hấp dẫn. Nhà ơi, sau khi mà nước sôi em cho rau vào và cái nồi lẩu của em đang sôi bốc khói đây. Lẩu tôm càng hấp dẫn chi cả nhà. Đang sôi bốc khói đây. Sau khi mà em
nấu nước lẩu nó xong xuôi hết rồi. Bây giờ cho rau vào và con chú tôm đã chín và đang sôi ùn ùn đây. Thế em cho thêm một số cái gia vị hay một số cái rau gì nữa? Cho thêm một số rau vào. Chút xíu mình sẽ khám phá là rau gì nha. Cho thêm xíu rau, xíu cà chua và có thêm một ít cá nữa. Rồi cả nhà, nồi lẩu tôm càng của em đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta thưởng thức thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của em nhé. Nếu mà thích, mọi người vui lòng comment, like và bấm nút subscribe cho em có động lực nấu thêm những món ăn khác với tôm càng nhé. Em hứa hẹn em sẽ làm 100 món tôm càng. Bye bye cả nhà, giờ mình thưởng thức nha.